Dạ vâng, để liên tục trình thì Minh Hảo và Võ Ngọc Quyền xin gửi tặng đến gia đình cũng như toàn thể quý vị một lớp trích đoạn rất quen thuộc được mang tên Người Tình Trên Chiến Trận. Quân hãy giam cổ Thạch Xuyên vào cuộc tối để đạn sát ngày mai đứa Tiết Kiều về Mông Cổ. Em không về Mông Cổ. Nếu em không về thì tên Mã Phu này sẽ chịu cực hình kinh khiếp nhất. Cô Thạch Xuyên, nếu tiểu thơ còn thương xót cuộc đời tên nô lệ thì xin tiểu thơ nên về lại với quê hương. Ở lại nơi đây càng thêm khổ, tôi không còn lại gì tất cả. Tôi chiến bại rồi đành chia bó tay thôi. Tiểu thơ người tiên đưa ta về lại quê hương dài gian gian vui trời lớn cao, em phải bao thu xếp lên đường mai mốt đây khi trận chiến tàn, anh sẽ về bên em để cùng nhau sinh hồn và sẽ mang quà về riêng tặng cho em. Đường quang sáng còn xa xăm diệu vời, ngựa chuồn chân đang rồ bên ngoài. Kìa, A Khắc Tiên Kiều, tại sao em khóc? Anh Chu Sa, người ta đã đi rồi. Người ta đã đi, mà có gì đâu mà em phải khóc. Em cũng không biết nữa, có lẽ là em đã yêu rồi anh Chu Sa. Em đã yêu rồi, mà người đó là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Em đã yêu một người xa lạ rồi à? Thôi hết rồi anh Chu Sa, em yêu người ta là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội,
Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã buồn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiều, trong tuổi còn thơ ấu hồn chiên, để tạo dựng một thiên đường, một thiên đường đầy hoa thơ. Lời anh nói đã em đâu hiểu được gì, vẫn ngậm ngâm theo ngày tháng lạnh lùng. Anh buồn nói với một người nỗi đau sâu gì yêu. Cũng như anh em là kẻ ngày chinh phạt đêm ngủ trong yên ngựa vào hiểm ra nguy, chưa bao giờ biết sao sao bỗng nhiên em nghe lặng lòng dũng tư. Em chợt nghe mềm yêu khi một lần đối diện với tình yêu. Anh chưa xa, anh đã yêu và chỉ yêu mà đau khổ, thì chắc hẳn rằng anh cũng hiểu được. Em muốn bỏ yên đương rời xa đau tim, xóa tóc mây tô mà khắc thi kiều. Có phải em và người ấy đã hẹn thề nguyện ước? Người ta từng hững hờ và xem em như kẻ lạ người xa, xem em như kẻ lạ người xa. Trời ơi, kẻ mình yêu lại gần hờ xa lạ, thì còn gì niềm đau đớn nào hơn. Cần gũi tất cả mà như dạng đi quang sáng, tình cầm kinh nơi tình đành tuyệt vọng. Tóc mây quằn quại bay trong gió, lòng như lòng của em đang bạo động tới bờ. Sao chiều nay bỗng lo sợ, anh sợ đánh mất một cái gì yêu quý nhất. Nếu một tay vừa xa trường anh gục chết đi, ai là người xây đắp mộ cho anh? Tăng tăng dạ hết. Bên Hảo, dạ, xin cảm ơn rất nhiều ạ. À.